Chắc bữa nào phải đổi tên kênh với anh. Đổi mình lắm đi. Chứ không. Đây nói luôn này. Tiền thế thông báo thì cũng giả luôn. Kênh luôn cứ cũng giả, đổi tên không cứ cũng giả, cứ tìm lắm đi mà nó đang ở trần cứ cũng biết là ai luôn. Thì đổi làm clip nhầm đổi tên kênh thì Nấm Bi official cũng giả. Để Nấm Bi được cái. Để Nấm Bi thôi ạ. Để như Nấm Bi official. Sợ có người giả danh, tại còn hồi xưa có cái kênh Nấm Bi rồi, chắc được xóa cái kênh đấy. Hoặc là mình để là Nguyễn Trần official được chuyển thành Nấm Bi. Tất cả quý khán giả, đây team của Nấm Bi đã ra đến sân bay của Đồng Hới quý khán giả. Mỗi người một cái vali rất là nhỏ. Đây đoàn của Nấm Bi thì kéo dài nên tận trên này quý khán giả. Giờ là ai cũng uể oải hết rồi. Lúc trưa về là mỗi người thì đi massage, người thì đi ngủ. Mỗi người ngủ khoảng được 1 tiếng rưỡi quý vị không nhỉ? Đây, chuyến của Nấm Bi là 6 giờ tối. Hạng phổ thông Economy Class. Đó. Em thấy anh đeo người ấy là em thấy. Đây, chú Sơn này. Đoàn khoảng gần 20 người có bị không giả, chắc khoảng 8-7 rưỡi là có mặt ở sân bay quốc tế sân Tân Nhất rồi. Ồ giờ này tính ra giờ này đông người bay quá, mày Đồng Hới chứ không giả. Đây là lần đầu tiên Nấm đi được bay sân bay Đồng Hới, đi nhiều nhất vẫn là sân bay Cổ Huế, Nội Bài, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Nẵng, anh Clement. Và bây giờ nó phải đi check in ha quý khán giả. Nghe. Quý khán giả, đây team của Nấm Bi và anh Công Dừa vừa check in xong rồi. Bây giờ đói quá lôi bắp vừa nãy mua ở trên đường về khách sạn giờ ra ăn đây của anh Quang. Bộn cơm. Bà con cô bác ai cũng nói hết. Anh gọi người hỏi Nga có ăn không? Còn một cái nữa đó. Ăn thế này đi anh. Còn một cái thôi à? Không. Không mình. À Thánh ăn bắp quý cũng giả. Còn gì tới luôn. Dạ còn một. Anh ăn chưa? Không em ăn đâu, ăn đi anh. Mọi người ăn rồi anh ăn. Ngon lắm quý cũng giả. Bắp ngọt. Ngon lắm rồi mới ăn bắp. Hồi xưa làm ở 121. Mới ăn chưa xong. Thì buổi trưa đó thì cắm lại là trong ngày hôm nay. Hồi xưa nằm bên 121 là Hoàng Hoa Thám là có ông bán 10.000 bao trái bắp ạ. Hồi xưa nằm bên 121 Hoàng Hoa Thám thì còn hay mua 10.000 bao trái bắp quý khán giả. Ở đây là 5.000 một trái. Mà cũng chất lượng, với lại người ta đun bằng củi quý khán giả. Nhìn như nấu nồi bánh chưng á. Đó. Này cho chị đó chỉ nấu đi chứ bán lại mà, mua bán lại. Dạ. Hôm qua anh Khương gặp một sự cố. Đăng nhiều clip kinh khủng quý khán giả. Khán giả không hiểu tại sao mà đăng nhiều clip như vậy. Cứ một tiếng là 3 clip. Quên, để thường thường đăng thay tải lên trước rồi xong mình sẽ viết tiêu đề. Viết tiêu đề này kia rồi mình mới công khai. Hôm qua anh mệt quá quý khán giả. Bởi vậy nó nhìn nó sơ sài. Tiêu đề không có gì hết. Bà con cũng thắc mắc không hiểu tại sao mà lỡ up rồi. Ngày đang 8 clip. 8 clip trong 3 tiếng. Kỷ lục. Thực chưa? Đó, vậy mà con bác cũng theo dõi coi. Coi hết đấy anh. Coi để xem tình hình bà con trên đấy sao. Đang 8 clip cái chưa giờ là có clip nào đâu anh. Chắc mốt luôn. Mốt bên anh. Mốt bên anh. Đây, Cung Dừa, Nấm Bi, Thanh Chương, Tú Euro. Chua.
mãi không hết mà. Sao anh không giới thiệu em nữa? Chưa. Có. Chưa. Chưa nói hả? Bữa nay anh cứ đọc nấm bi Nguyệt Trần đó, các khán giả comment kênh của anh là nấm bi phải Nguyệt Trần, phải Trang LPB, phải Nguyễn Định Nhân. Đường hai đứa hả? Đường hai đứa. Em là Nguyệt Trần mà em cũng là nấm bi luôn vị khán giả. Chắc bữa nào phải đổi tên kênh với anh. Đổi nấm bi chứ không. Đây nói luôn này. Tiền thể thông báo với khán giả luôn. Kênh luôn với khán giả, đổi tên không với khán giả cứ tìm nấm bi mà nó ra Nguyệt Trần cũng không biết là ai luôn. Xin đổi làm clip an nhầm của tên kênh thì Nấm Bi Official với khán giả. Để Nấm Bi được rồi, Nấm Bi thôi ạ. Ừ. Để như Bi Official. Sợ có người giả danh, tại hồi xưa có cái kênh Nấm Bi rồi, chắc để xóa cái kênh đấy. Là mình để là Nguyễn Trần Official được chuyển thành Nấm Bi tên vậy đó. Để ta có hành sạch thành tâm mình đi. Nguyễn Trần chính là Nấm Bi. Thôi để Nấm Bi thôi. Chứ để Nguyệt Trần chính là nó đi, cái khán giả đọc vào lấy tào lao quá, không ai xem luôn. Đã ít người subscribe thì chớ. Hôm nay đi, này đi từng kỳ này đi nhất trả ha, không suốt 2 ngày đi. Nhưng mà đi nhanh với lại hiệu quả. Lần đầu, chuyến đầu đi thì bỡ ngỡ. Dạ. Chưa rõ đường đi nước bước thì ra làm nó tiến độ nó hơi chậm trễ một chút. Hôm nay lần này đi thì là gọi như cũng là một phần thành công rồi, quý vị khán giả. Yeah. Bà con cô bác đến đâu cũng thương chú hết, quý vị khán giả ơi. Còn dư tiền chắc để về có sắp được đi tiếp. Tại nói cho tới nay thì người ta cũng chưa có sửa nhà cửa gì nữa, còn để ý nguyên không? Bà con cô bác nói là để hết bão nữa. Đợi hết bão. Đợi cơn bão số 10 nó vào rồi xem sao rồi mới sửa nhà. Nếu không bây giờ mà chuẩn bị thu xếp dọn dẹp xong bão vào lại phải dọn lại lần nữa, nên bà con không có chuẩn bị gì hết, quý vị khán giả. Giờ cứ kiếm được nhà dân nào mà cố kiên cố một chút đấy thì sang đấy ở nhờ. Còn lại nhà mà bị sập là để yên như vậy luôn, không có sửa gì hết. Mà hy vọng là bão sắp tới vào là nó nhẹ hơn, chứ nước ngập rồi. Chứ vừa nãy cũng nói là sắp mùa đông đến nơi rồi mà bão, có bão thì vào mua một thể đi chứ, đợi mùa đông là lạnh lẽo khổ lắm. Dạ. Lạnh lẽo mà bão vẫn cứng lắm này. Dạ. Người già người ta không chịu nổi bão ở ngoài mình bắc lạnh thì mình khổ luôn. Mấy thầy trò mình đi mà đã lạnh mà không chịu nổi rồi đó, ai cũng phải mặc áo khoác hết trơn. À, mấy nữa mà lạnh toàn có mười mấy độ không à. Đương nhiên là đối với nước ngoài nó chưa là gì, nhưng mà ở Việt Nam mà mười mấy độ là lạnh lắm rồi, quý vị khán giả. Không nhịn chịu nổi. Không nhịn chịu nổi đâu. Ra là mong là bà con của bác khỏe mạnh. Chứ những cái thôn mình đến ấy à, toàn là người già không. Thanh niên thì phải đi làm xa hết trơn rồi. Ở nhà toàn người già chống bão không. Là Bình Dương không? Mà ở đấy ai hỏi ai con cái đi đâu cũng bảo làm công nhân ở Bình Dương, làm sự nghiệp không đi vào Avao đâu anh. Em cũng thấy có cái biển mà lương 7 đến 9 triệu làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại không để công ty gì cả, thì tuyển nhân viên thôi rồi để số điện thoại thôi, không biết tuyển dụng cái gì, chịu luôn. Mà ở trên đấy khó khăn lắm, khán giả đi mà ba, nếu mà đi từ trên, bà con ở đồng bào cũng không có xe máy nữa cơ, đi từ trên Avao xuống nha là đến bệnh viện tỉnh, nếu bị bệnh ấy là phải đi 3-4 tiếng ấy, mà nếu mà không có xe máy là đi bộ nha, 20 cây là đi từ đêm luôn đến sáng mới xuống được đến cái một cái thị trấn nhỏ, xong rồi bắt xe lên thành phố. Thường người ta đa số người ta khỏe mạnh. Dạ, đa số người ta khỏe, cũng không có khí bụi bặm gì hết, ăn uống thiên nhiên không à, không có thuốc thang gì đâu, ăn uống thiên nhiên organic hết trơn, gà đồi này ngày kia không mặc chắc gì đã dám ăn, bán mang xuống bản bán rồi kiếm tiền đấy, quý khán giả. Em thấy thương nhất là cái hôm mà anh hỏi là một năm nào làm được bao nhiêu, năm bao sắn. Không, làm bao nhiêu tiền? 5 triệu. Thật thà, người ta không hiểu ý của mình ấy, quý vị khán giả. Đôi khi toàn phải hỏi ấy.
mà bà con các bác ở đấy là có hỏi là được bao nhiêu tiền rồi mà người ta không hiểu ý mình là tổng bao nhiêu tiền, cứ nói là mỗi người cho 500, 200 rồi 1 triệu. Đấy thương lắm. Dạ. Sao? Chán đời đấy. Nói ngủ dậy đó, quý vị không dám. Ngủ dậy là em hay bị ngơ đó. Mình thấy ngủ dậy đau vai, quý vị khán giả, đau vai với nhức cuối đấy chị Ngân. Nhưng cười mình đi. Đoàn mình thì ai cũng đau, nói chung là đau mỗi xương cốt đó. Nhưng mà không sao, mai mốt là đó lại liền vì mình hoạt động cả ngày á. Mình đi bộ không mà, đi bộ không thì lưng nó là đau rồi. Tôi thì mình trai tráng thì tôi không chịu được, chứ mấy bà phụ nữ là nói chung là đau lưng, đau cơ bắp, đau tay. Tóm lại là do mình không hoạt động nhiều. Trên mình giường mình ở văn phòng không? Lâu lâu mình có đi chạy xô thì nó cũng đó, cũng hoạt động chéo nhiều hơn. Còn đi đây là đi cả ngày lẫn đêm á, đi nhiều đau chân. Vậy anh em mình kéo nhau đi tập gym để chuẩn bị cho chuyến sau tốt hơn, đúng không? Mong không có cái chuyến nào đó, mong đừng có bão lũ thôi. Nhưng mà khổ mình phải ra thêm lần nữa để giúp bà con coi nhà cửa của bà con chứ. Đâu có đợi bão đâu, nhưng mà xíu nữa hà nhầm cái khán giả. Hy vọng là chuyến sau đi thì sẽ biết đường nhiều hơn nữa để không bị mất thời gian với khán giả, bà con cũng đỡ khổ hơn trước nữa. Mọi người theo dõi và ủng hộ cho chúng em là chúng em rất là vui rồi. 5:40 ra tàu bay ạ. Thôi bây giờ chúng em phải chuẩn bị ra tàu bay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chị em cây dừa cũng như ba cây dừa cùng toàn thể anh em. Dạ có ạ. Kem. Có kem DS thì kem con gắt nữa, ăn kem nào? Dạ ăn con gắt với DS. Có ăn sầu riêng này. Chị Ngân ăn gì? Chị Ngân sầu riêng hay là cái này? Đậu đỏ, đậu xanh. Đậu xanh thì có sầu riêng với đậu xanh. Không có đậu xanh thì có đậu xanh tiếp sầu riêng. Có đậu xanh sầu riêng là thế nào? Này em ăn đậu xanh. Trương ơi ăn kem không? Chúng ăn kem không? Em mua cho hết. Ê này các chị Ngân. Xin chào quý diễn giả, hiện tại thì Thu Dừa với anh Cameraman đang có mặt ở sân bay Đồng Khởi. Bây giờ là 5 giờ rồi thì mấy em đang chuẩn bị bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Qua nay thì dạ thưa quý vị khán giả, bây giờ tranh thủ ăn cái kem rồi vào đây không trễ giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn chị Ngân đã quay cho nấm vi. Bye bye tất cả mọi người nha, nhớ like, share kênh Nguyệt Trần Official sắp đổi thành nấm vi. Bye bye.